video này dương nâng riêng là mê riêng rộp bỏ dương to được tiết cứ video này nâng dương bị ạ thê nọc nông xí sạp ạ thà xí sạp và rải bòi ạ thê ở vây tao chê ạ thê cứ chê chmua để ban đol oi tì tăng ông chọn chăm nâng bò tì bật ca tiền ớ để ban phơ lư ạ thê ban pa bò đol tì tăng rộp bò ông chọn chăm. A variable is a name given to a memory location and all the operation done on the variable affect that memory location. Role ạ thê ni mùi nà mùi miên bà phết mùi đè gom nọt thả tơ đồng lây à vây khlác đè ai trọc bàn rịa xa túc nọc nông ạ thê. Every variable has a type that determine what value can be stored in the variable. Nọc nông xí sáp ạ thê tiếng ốc trọc bàn bà kác môn phêl bù vị ai bà bàn. In C sharp, all the variables must be declared before they can be used. Đồng lấy đẹp tục nọc nông ạ thế ai trọc bán phạp đô nông ẩm lòng phêl bò đi bật committee. The value stored in a variable can be changed during program execution. Ok thể hóa, in năm smơ bì rồi. In cư chìa bà phêl tên ảnh ấy, năm cứ chế chmô ạ thế cứ cơ hào thá ạ tạ sở nhàn cá bình cầm nọt ạ tạ sở nhàn. N is a data type. NUM rư cơ nóm is a variable name identifier. Sở nhà bà màn vị thị sở nhà smơ trâu bán bà đâm bay cầm nọt đâm lấy tàu ạ thế mùi. The equal operator is used to assign a value to a variable. Này kháng sử dụng này sẽ nhà sử dụng, sẽ nhà bảo mạng ưu thí. Cứ chia đồng lấy để nâng trọc bán cầm nót tàu ạ thê kháng truyền. The right side of the equal sign operator is a value that will be assigned to left side variable. Kháng lớn bí rối trọc bán đó tàu ạ thê nằm. About 200 is assigned to a variable num. À thế trọc bàn bên trẻ chế bẩm bẩn bà phết cứ sử sáp define 7 category of variable. Chẳng à thế cái dương trọc bàn cứ bên trẻ chế bẩm bẩn bà phết đối chứng lý cứ miền tìm mũi static variable or class variable. Number 1 static variable or class variable. Number 2, instant variable or non-instant static variable. Number 3, array element. Number 4, value parameters. Number 5, reference parameters. Number 6, output parameters. Number 7, local variable. Trong chùm luôn từng ớt nét dương nâng miền ca sẽ xa bằng to từ tiết cư dân nâng dây api ơi bập hết này và lại bỏ tiếng ảnh này rằng là môn dân đăng bị bập hết tiếng ảnh hơi tờ thơ đổi mặt đách đâm bay bà ca ả thế nọc nông xí xạp. How to declare variable in xí xạp cho đâm bay bà ca ả thế nọc nông xí xạp cư kì miền buôn nông ca bà ca rổ vi hơi nâng miền chùm nách tại tao tê phối lâu tam dân tao tê đờ tam. Miền bắp mua chùm nuôn đồng bày bạc hạ thê. Sì sạp. Nóc nông sì sạp. There are some rules to declare sì sạp variable. Mùi nâng cư chmô ạ thê tao tài miền. Tài mùi quất mình ách bạc hạ bì đòn. Variable name must be unique. Mình này tha nóc nông cầm mật thi rư nóc nông thân ạ dương tài mùi rư nóng khlạc tài mùi nóng. Rồi đi dân tại mối cư dư mình ai bà ca ạ thê bì đòn bàn tì ạ thê tại mối cư dư bà ca tại mà đòn tì. Chúng mô ạ thê ai miên ạ xò lệ nâng sinh nhà underscore tại bà nọ. Variable name can be contain letter, digit and the underscore only. Cho chúng mô ạ thê cư dân ai miên ạ xò miền lệ nâng miền sinh nhà underscore tại bản nọ. Mùi tiết cư chmô ạ thê trao tài chập đơm đôi ạ xó rư sinh nhà cư cổng.
variable names must start with a letter or underscore. Trong bên này thà chmua at the đại dương trâu bạc cá cứ tao tới chập đập đôi ắt sở rư có signa underscore signa cú crom một tiết cứ chmua at the cứ prokan ắt sở tốt thom bần nưng bần trâu ban kê chật tốc tha chữ chmua khớp nia variable name are case sensitive. BUN and BUN are considered different names. Cho chmua at the cơ nó không xí xác cứ việc bật cân ở sở tối nâng ở sở thông. Khá tổ xí chmua bếp này đưa chìa bì ở sở thông hay nâng bì ở sở tối nâng cứ chìa chmua và rồi bỏ bì xí chìa. Chẳng biết là dương háo cứ dương tao đăng thờ chìa chmua ở sở tối dương cho chmua ở sở thông. Mùi tiết cứ mình trao đọc clear để ạ nụ nhát nấu chẳng lọc chmua ở tên mùi lời. They must not be any white space allowed in between the variable. White space mình là chẳng lọc mưu mình khớ, chẳng lọc bố xó, đôi chẳng lọc đọc clear nắng. Cứ kê mình ạ nụ nhát ở dương và cả ạ thế để đôi đọc clear nông tì. Bởi dương chẳng đọc clear, cứ dương pra sinh nhà underscore, sinh nhà cú crom chuộp bìa. Mùi tiết cứ chmua ạ thế mình ách miên bị cẩn lưu bóng rong tục tì. Variable name cannot contain reserved keyword. Đôi dương bàn riêng bị môn hỏi cả vì mình riêng môn cứ dương riêng làm bị key reserved keyword. Chẳng cả đại chmua variable bỏ dương cứ mình oi chuẩn cho mỗi năng keyword tì. Hay bất xân dịch chuẩn cho mỗi keyword cứ nông mình riêng môn cứ dương bàn bình trị hơi thà mà dương chọn đại chmua đôi resale keyword cứ dương tạo đạo sinh nhà ấy bị mộc. Trao miên bộ bị bót ad môn bị cần lực và sân bởi dương chọn trao bị cần lực bấm rong trên nệ công nát ở tạo sinh nhà mà bị prefix ad before keyword if we want to use resale keyword as identifier. Rồi biết bảo cả thể how to declare a variable. Về bảo cả thể cứ tìm mối cứ dương trao sinh nhà nên cứ bình chế tha data type bình tuột một tiết cứ variable name và phê tình này chung mọi thể mình này data type cứ phê tình này bình tuột một cái variable name cứ chung mọi thể data type variable name mà nâng hay value mình này giờ dùng bậc ca thì mỗi cứ data type được bảo viết thì bí cứ chung mọi thể hay một tiết cứ sinh nhà xong mới hay value cứ đồng lại để dùng đó lại việc chúng tìm mối cứ dùng ai bậc cả để variable chmua data type hay variable cứ ở bàn đặt tiền này tế hay tìm pin cứ bậc cả hay cứ đặt tiền này ói hay mối tiết cứ dùng ai access modifier data type variable name nâng small value với chia access modifier dùng nâng ai miền nông nông miền riêng và tỏ tiết hoặc để dùng chạm bẹp nâng tới mối tiết cứ data type nâng cứ càng lớn hơi và phép tình này hay chmua variable hơi gặp đó làm lại ỏi ông ta hoa mùi dùng bên class A mùi dương ai bậc cả chỉ public static in I in x và nên cứ dương vô tùm rộng bẹp mùi này đây mùi nên cứ dương ở toàn đó làm lại ỏi tì dương ai bậc cả đó làm lại ỏi rồi cô mình toàn assign làm lại ỏi đôi chỉ n y mà void f in chia ray v in a rep in b out in c nick cứ hay một tiết cứ miền đại in i smơ mùi rồi có c smơ a bộ b bộ bộ ba nick chia các bậc array a bậc ca variable à thì x cứ chia static variable rồi public static in x ba x cứ chia static variable, y cứ chia instance variable, v zone cứ chia array element, v nắng cứ gọi là v nắng tại dương mở ở khởi miền zone là sao v chấm đầm zone cứ chia array element, vì mà cả chia array element a cứ chia value variable parameter a nắng gặp các tạo bởi dương mà cả nó không thân ảnh nắng cứ bên này thay về chia value parameter và chia value parameter b cứ chia reference parameter
output parameter and i គឺ ជា local variable ចំណុចនោះនេះគេហៅមានដែលយើងមើលពីមុនគឺគេបែងចែកអញ្ចឹងគេមានបែងចែកឲ្យយើងខ្លះៗបាទហើយបន្តទៀតទី1គឺវាជា static variable មិនយើងគ្រាន់តែបានឃើញឧទាហរណ៍តិចៗទេយើងទៅមើល static variable attest_1 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្ថេធ្នាក់ static variable are also known as class variables ប្រសិនបើអត្ថេត្រូវបានប្រកាសយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយអត្តសញ្ញាណ static variable ឬប្រសិនបើអត្ថេត្រូវបានប្រកាសនៅក្រុម block TT1 នោះអត្ថេទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអត្ថេ TT1 If a variable is explicitly declared with the static modifier or if a variable is declared under any static block then the variable are known as the static variable អញ្ចឹង វា នេះ យើង ហៅ ថា static modifier នេះ វា ជា ពាក្យ ដែល ខាង មុខ នេះ គឺ ជា modifier អានេះ ជា ប្រភេទ ទិន្នន័យ អានេះ ប្រភេទ អត្ថេ ចុះ យើង ទៅ មើល ឧទាហរណ៍ របស់ យើង បាទ ឧទាហរណ៍ ពី variable យើង បកកាស salary មួយ ហ្នឹង ជា ប្រភេទ tuple ហើយ វា មាន access modifier ជា static ហ្នឹង ក្នុង នេះ គឺ បកកាស អត្ថេ static variable មួយ ទៀត គឺ static string name បកកាស name ជា ប្រភេទ string ហើយ មាន access modifier ជា static អាហ្នឹង គឺ មាន នៅ ក្នុង program console របស់ យើង គឺ ចំណុច ដែល សំខាន់ ក្នុង ការ ចាប់ដើម run ដំណើរការ កម្មវិធី ចូល ប្រើ អត្ថេ TT1 ដោយ គ្មាន វត្ថុ accessing static variable without object ចូល ប្រើ គឺ ពេល យើង ចូល ប្រើ អញ្ចឹង បើសិន ឲ្យ យើង ចង់ ចូល ប្រើ អត្ថេ static វា យើង ចង់ ផ្ដល់ តម្លៃ ឲ្យ វា ទី 1 គឺ យើង ត្រូវ ដាក់ ឈ្មោះ class របស់ វា នៅ ក្នុង នេះ គឺ ខ្ញុំ សរសេរ class របស់ ខ្ញុំ គឺ យើង ពេល យើង បង្កើត គឺ វា បង្កើត class ឲ្យ auto 1 គឺ class program នេះ អញ្ចឹង បើសិន ឲ្យ ក្នុង ករណី បងប្អូន បង្កើត class ផ្សេង class គឺ ថ្នាក់ យើង នឹង រៀន នៅ មេរៀន ក្រោយ ទៀត បើសិន ឲ្យ ក្នុង ថ្នាក់ ផ្សេង គឺ យើង ហៅ ដាក់ ឈ្មោះ class វា បន្ទាប់ មក ឈ្មោះ របស់ variable ឧទាហរណ៍ ថា ក្នុង កម្មវិធី នេះ គឺ ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ program.name ស្មើ តារា មាន ន័យ ថា យើង assign យើង ផ្ដល់ តម្លៃ ឬ តារា នេះ ទៅ ឲ្យ ឈ្មោះ ដោយ ឲ្យ អត្ថេ ឈ្មោះ តារា ឈ្មោះ name ដែល ស្ថិត នៅ ក្នុង class program ហើយ មួយ ទៀត ក៏ ដូច គ្នា ដែរ គឺ យើង នឹង ផ្ដល់ តម្លៃ 1000 ឲ្យ ទៅ salary អត្ថេ salary ហើយ អត្ថេ salary ដែល វា ស្ថិត នៅ ក្នុង class program អញ្ចឹង បើសិន នៅ ក្នុង class ផ្សេង គ្នា គឺ យើង អាច បកកាស អត្ថេ ឬ ក៏ ឈ្មោះ ដូច គ្នា បាន បោះពុម្ព តារា salary 1000 បោះពុម្ព ប៉ុណ្ណឹង បើ យើង ចង់ បោះពុម្ព មក គឺ console ដល់ right line គឺ វា នឹង បោះពុម្ព ឲ្យ នៅ លើ console របស់ យើង នៅ program.name program.name គឺ មាន ន័យ ថា គឺ តម្លៃ របស់ name គឺ ឈ្មោះ អី គេ គឺ វា នឹង បោះ ឈ្មោះ តារា នេះ មក ឲ្យ នៅ ជំនួស នៅ កន្លែង program.name គឺ វា នឹង ទាញ ឈ្មោះ តារា ទី 1 គឺ យើង assign តម្លៃ នេះ ឲ្យ តារា ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ យើង ទាញ តម្លៃ តារា ដើម្បី យក មក បង្ហាញ គឺ program.name បូក គឺ យើង ត string ហើយ មក ទៀត នេះ គឺ យើង ឃើញ ថ្មា សញ្ញា ហើយ ថ្មី កណ្ដោល ហើយ នៅ សញ្ញា បន្ទាប់ 1 មាន ន័យ ថា បើសិន ជា យើង ចង់ បាន សញ្ញា បន្ទាប់ 1 គឺ ធម្មតា ទេ គឺ យើង នៅ ក្នុង ត string នេះ គឺ យើង មាន បិទ មាន បើក ហើយ នៅ បិទ string អញ្ចឹង តារា salary ស្មើ សញ្ញា ដុល្លារ ដុល្លារ នេះ គឺ នៅ ធម្មតា ទេ ហើយ បន្ទាប់ មក ត string ទៀត គឺ program.salary ចឹង មាន ន័យ ថា វា នឹង ទាញ តម្លៃ salary របស់ អត្ថេ នឹង មក បង្ហាញ នៅ កន្លែង នេះ គឺ បោះ ពុម្ព តារា salary 1000 គឺ console.readline គឺ ក៏ យើង អាច សរសេរ ជា លក្ខណៈ បែប នេះ ដែល ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ពី មុន ហើយ បើសិន ជា យើង មាន អត្ថេ ច្រើន ទី 1 គឺ យើង ដាក់ មក គឺ បើក គ្នាប ហើយ បិទ គ្នាប លេខ 0 នេះ មាន ន័យ ថា យក index លេខ 0 នឹង គឺ ចំនួន កន្លែង នេះ ហើយ program.name វា នឹង មក ចំនួន នៅ កន្លែង លេខ 0 នេះ index លេខ 0 តែ យើង complex ប្រើ សញ្ញា comma បន្ទាប់ មក salary ហើយ
đô la lệ mùi cho nên cứ ẩn định lệ mùi cứ về nâng vô ở thế thì pi mà chuẩn luôn cứ ở thế salary nâng cái này nó cứ vô mà chuẩn luôn cái lệ mùi bản tọa một tiết cứ program đặt name cứ small vị say trong bên này thay dương nâng assign đồng lấy diệt mấy ta ơi ạ thế này cứ đề miễn mô tha bị say này tôi ạ thế này đều sẵn nọc nông khá program hơi bản tọa một tiết cứ dương đo đồng lấy phạm rồi này ta ơi ạ thế salary để sẵn nông khá program được này hơi hàng cơm này cứ chỉ cả bỏ bùm bị say sẽ salary phạm rồi này mô lỡ ấy còn trong bên này thay variable cứ viết nâng phạm đồ đồng lấy tổ tam đầm lấy tụi ta mà vay để dưỡng bán đoàn ơi ạ à thế cứ bên này thì chúng luôn để mình thấy cứ chúng luôn để lập đồ cứ lập đồ tụi ta đầm lấy để dưỡng bán đoàn ơi về hay bây dưỡng ràn mẫu cứ viên đằng bán để đập hóa bệnh này đà ra xà rí bệnh này hay đà ra xà rí bệnh này cứ được ní hay nâng bị xây xà rí cứ bệnh này dân bất xanh này dưỡng chân tụi mơ nó không ngay cảm thấy đầm bay rắn tất thật hơn và năng mệnh ọt cứ dưỡng châu lục nông vi số xuyên châu bởi dưỡng ừ nông nông ô tệ hòa và nhóm cứ nhỏ mình ta xem một đoạn tiết tế về chùm này về hoàn cả sẽ rừng dũ cho dưỡng nhóm trong bình dụng ẩm tì ấy ô tệ hòa tệ một đoạn bà cầm ơi dưỡng ta xe hết bình dụ cứ dưỡng mùa than cứ dưỡng bình dụng ôi dô lòng bí ở bây tôi chạy ạ thế ở dân tộc bờ mà cứ cưng nông và rải bò này bà dân sinh nhà pru chạy lưu sinh nhà pru này hay chạy lưu program này cứ bà này cứ sinh nhà cảm ơn thì mánh đại khuyên bà này dân bằng cách ô tà hoa môi máu bây dân bằng cách ô tà hoa cứ vì bằng cách nào ở tầng ọt này ở dân ơi hay vì ọt tế có lấy này tế về miền đặc biệt console dot write hello ở bên nắng dừng lọc ở nắng dừng xe nắng trôi bên mốt này xe nắng lọc nắng tập ở nắng cứ dừng rắn tới cứ đợi để nhưng như ngày tàu ốc tàu hóa dừng rắn với đồng bày ở khơi là đập hóa cứ dừng cho tàu lưu nắng sân đời xa khăn nhỏ miền trở ấn bật sân là khăn bằng phôn miền tàu mối dừng ở bạch trạch tí hơi cơ viện miền này cứ vì miền này là rắn vô tay mà đòn chẳng dừng chạy rắn về tới bạn nên cứ chỉ là tập hợp để bắt tập bây giờ đồng nào cả cầm thì bây giờ cứ về nông ban bản năng ai bằng phần cầm thấy đặc biệt khởi tha dùng print mẫu ban tịch chẳng hay dùng đăng tha cầm thì dùng cho tập xây bằng cách ấy cả dùng post video bằng nhóm các loại tiết nhóm nào bây giờ ở bản chân hay nông phước đa hay cả sách xa rồi bây giờ cứ giờ mình ai riêng mấy thằng ấy chạy tới hay có mình ai này riêng phim mà thuê cắt phim này, tên là dương riêng hay ăn ở quán mà đong tiền, hay chụp bộ ca, ta xây để khơi nó không nong ngày, cảm thấy để kể bằng cắt, bớt dần cho dương ở riêng bị mua than cứ, coi dương mình ai chạy bàn đài, chẳng dương tao tại riêng bị mua than cứ tao đâu mời ai ta xây cảm thấy bàn mua đất thông, hay chụp bộ cảm thấy mua đất thông cứ về chụp này rộp bòn rộp mơn rộp liền, hay đã clear bên chiên chẳng tao cặp công pi đầm lấy tôi đôi khi cứ dùng công ty đầm lấy tôi đôi khi này này tàu cứ dùng tàu chạy bìa tối bán dùng tập cùng bằng cách thông bàn và xong ở cuốn xong trong liệu lì.